Chào anh em nhé, đây cái nay mình lên thằng em này nó có cái gốc mai này, hoành là 60, giáp của đấy là 60, còn là lui lên trên là 50 đấy. Mà nó lùn lực, dáng nó rất là đẹp, nó chưa vào tay nhưng mà mới sơ sơ thôi, cái này về chơi Tết là ok. Đây, mình quay xung quanh, mình quay sát này. Cái mai này nó cũng có duyên lắm. Em nó đang đòi 16 triệu. Được, cái này 16 triệu tốt. Lấy được. Đấy. Cây này nó cũng già cây lắm. Cái này về là mình vào dây lại nhé. Em nó vào dây chưa được, nó làm nó cũng chưa được đẹp lắm. Cái này về mình dựng lại ngọn rồi mình vào lại lần nữa cho nó mới đẹp được. Cái này chơi Tết được. Chủ yếu là gà. Cái này có nó cũng đang cái vết sẹo nó đang hít gần hết rồi. Các bạn mua thì ship hàng tới cho các bạn. Cái này cao thì nó 1m1, rộng 1m2 1m3 gì đấy, nhưng mà nói chung là đến lúc ấy thì mình phải cho nó gọn cái tàn lại. Cái này cũng phải trả bằng ô tô chứ không thể đóng thùng được. Hoành 60 này là nó nặng lắm. Mười sáu triệu em nó bảo bao ship nhá. Được, cây này về là chơi Tết ok. Rồi quay cái sát để cho các bạn xem cái nụ của nó đây. Nụ nó nằm trong đây này. Nụ nằm trong lách nên đó. Cái này là hoa đẹp. Cây này nó lắc có duyên. Hay mà vào tay lại một lần nữa là nhìn hợp lý lắm. Em ơi. Đấy. Đó. Rồi, video này là kết thúc nhá. Các bạn mua thì điện thoại cho mình.